Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết sáng ngày 21 tháng 8 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sự di chuyển dần xuống phía nam của rãnh mây rông từ phía bắc đã làm thay đổi hẳn trạng thái thời tiết ở các tỉnh thành phía bắc nước ta. Tuy nhiên, sang đến hôm nay, hình thế gây mưa sẽ suy yếu nhanh. Mưa giảm chỉ còn tập trung ở các tỉnh Tây Bắc như là Điện Biên, Lai Châu và phần phía Bắc của Sơn La. Thời gian mưa diễn ra vào chiều tối và đêm. Song lượng mưa cũng giảm đi nhiều so với những ngày trước. Chính vì thế mà tại phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn, thời tiết vẫn dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay chỉ dao động từ 31 cho đến 34 độ. Trong khi các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ lại chuyển sang trạng thái nắng nhiều và nền nhiệt tăng dần nhưng chưa quá oi bức với nhiệt độ từ 32 cho đến 35 độ. Với các tỉnh ven biển miền Trung, giải mây dông ở phía Bắc cũng đã ảnh hưởng đến thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Sang đến hôm nay, mưa sẽ giảm dần chỉ còn diễn ra rải rác với lượng không đáng kể. Và như các tỉnh miền Bắc, thời tiết nắng nhiều và nền nhiệt độ tại đây cũng tăng trở lại. Nhiệt độ phổ biến trong ngày sẽ lại tăng lên ngưỡng từ 32 cho đến 35 độ. Cảm giác oi nóng xuất hiện cục bộ tại một số địa phương. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận thì trời tiếp tục ít mưa, ngày nắng nhiều với nhiệt độ vẫn phổ biến từ 33 cho đến 36 độ. Do đó mà tình trạng khô nóng và thiếu nước vẫn sẽ diễn ra trên khu vực. Bà con cần tiếp tục tiết kiệm nguồn nước và tưới tiêu hợp lý cho cây trồng. Trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trong những ngày tới, nên mưa dông được dự báo cũng sẽ tăng lên cả về diện và về lượng. Ngay từ trưa chiều, những đám mây dông sẽ xuất hiện, bắt đầu từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, sau đó sẽ lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Bộ và cả các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên gây ra mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, bà con cũng cần cảnh giác với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nền nhiệt độ tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì ổn định, phổ biến từ 29 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trên biển thời tiết xấu sẽ tập trung tại vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông. Tại đây thì gió Tây Nam hoạt động với cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động với sóng biển có thể lên cao trên 3 mét. Ngoài ra, trên khu vực này thì mây dông phát triển mạnh, gây ra mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông còn có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy, mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm dần, chỉ còn diễn ra các tỉnh Tây Bắc, trời chuyển nắng nhiều và nhiệt độ tăng nhẹ. Tương tự, khu vực Trung Bộ mưa cũng giảm hẳn và nắng nóng cục bộ xuất hiện trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa tăng lên cả về diện và lượng. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Đến đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 21 tháng 8 của Đài truyền kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày làm việc mới thật may mắn và hiệu quả. Thank you.